Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đi ăn cá lồi xới mỡ chấm với lại mắm nêm. Cá lồi xới mỡ này chúng ta ăn thêm với rau, với xoài, có hành, có ngò nữa nha. Rồi tỏi, ớt, ai ăn thêm gì ăn. Các bạn nào không ăn được mắm nêm thì chúng ta có thể ăn nước mắm khác nha. Đó, cuốn với bánh tráng nè. Đó, gắp vô này, gan cá nè, bỏ vô, có hành ngò nữa, đậu phộng luôn, giòn ngon lắm, thơm lắm. Cá này cũng là đặc sản ở Phan Thiết đó. Ở đây thì cá nhìn nó tươi hơn, nếu mình ăn ở xa chắc không tươi đâu. Rồi chấm vô ngon nè. Rồi xin mời các bạn nha, chúng ta thử nè. Đó, trời, ngon lắm nha các bạn, rất ngon đó. Rồi video ở đây xin kết thúc nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.